Xin kính chào quý vị các bạn. Thì ở video clip trước á, tôi có nói có giới thiệu về cái cách mà chúng ta kết nối cái mạch USB với cái Bluetooth để mà ta điều khiển nó qua cái điện thoại di động sử dụng hệ điều hành Android. Thì hôm nay là tôi nói tiếp tiếp theo về cái phần lập trình của nó. Thì cái phần lập trình này á, thì đúng ra là không phải tôi lập trình mà tôi tìm trên mạng. Ở trên mạng hiện nay á, nó có rất là nhiều cái lập trình về 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 cái điều khiển này. Tuy nhiên á, trong những cái mà tôi tìm hiểu và thử á, thì tôi thấy rằng có một cái nó rất là khá là tốt. Cái này đủ để chúng ta xài và nói chung là giao diện của nó rất là tốt. Thì các bạn có thể là đánh cái từ khóa là Android Two Way Android Controller vân vân. Đó là cái từ từ khóa. Và ở đây á, anh này anh có cho cái mã code ở trên cái trang web của anh. Đây, đây là cái mã code trang web của anh. Thì ở trong đây đây cái này các bạn có thể lấy cái chương trình từ cái Google Play, Google Market các bạn, trong cái điện thoại Android các bạn. Điện thoại các bạn phải xài điều hành Android, và ít nhất á, thì nó có nói về cái hệ điều hành Android phiên bản máy để xem nhé. Nhưng mà cái đó tôi thấy là tối thiểu á, là phải có cái tối thiểu là cái Android của cái Samsung Galaxy. Tôi thấy cái đó cái của tôi xài được. Cái của tôi thì nó ra đời lâu rồi. Vẫn xài được, thì tôi nghĩ là đa số điện thoại smartphone xài hệ điều hành Android bây giờ chắc tôi nghĩ là đa số rồi, nó dùng được thôi chứ cũng không có vấn đề gì. Tôi nghĩ là đa số điện thoại các bạn nó tân tiến hơn tôi rất là nhiều. Các bạn có thể tham khảo cái video clip này thêm. Rồi, thì tôi là một người đã tham khảo qua nó và nhiều video clip khác, thì tôi đã có kinh nghiệm, tôi sẽ nói trước cho các bạn. Ở đây á, về cái chương trình á, thì anh này á, anh có cái chương trình cái này, bạn có thể ấn vào đây để mà download file, còn nếu không á, thì cứ copy hết cái này, rồi copy chép ha, và ta chỉ cần ta bỏ vô đây thôi. Thí dụ như đây ta đây bỏ vô thôi, pass thôi, pass đó. Rồi thì mà hôm trước tôi đã copy và lưu lại rồi, thì các bạn nên lưu lại luôn một cái file để ví dụ như sau này là anh này anh bỏ, anh không xài cái này nữa ha, sau đó giống như là Nguyễn Hà Đông á ha. Làm cái Flappy Bird rồi sau đó thì anh không ấy anh gỡ xuống, ví dụ như vậy. Thì nếu mà có trường hợp xảy ra thì người ta vẫn có cái để chúng ta sử dụng. Và tôi nghĩ là các bạn nên lưu luôn cái tìm cách mà lưu luôn cái chương trình trên Android này, để sau này có gì chúng ta sẽ sử dụng. Thì thật ra là mà nếu mà các bạn có thời gian đó, các bạn có thể nghiên cứu thêm ở trên mạng về cách để mà tạo một cái giao diện giao tiếp với cái điện thoại với cái giao diện trên điện thoại Android để mà giao tiếp với cái mạch Arduino của chúng ta. Rồi sau đó các bạn có thể bán ở trên Google chẳng hạn, biết đâu là người ta sẽ mua của các bạn, hoặc là biết đâu các bạn làm một cái gì tuyệt tuyệt vời tốt tốt chẳng hạn, biết đâu các bạn sẽ nổi tiếng giống như là Nguyễn Hà Đông mà làm Flappy Bird thì sao đó. Rồi bây giờ chúng ta đi tiếp về cách đó là về về lấy cái này. Thứ hai là về cách nối dây. Cách nối dây thì thật ra cách nối dây của tôi nó hơi khác cái cách nối dây của anh này chút xíu. Tôi không hiểu sao cách hồi trước tôi đã làm thử cách nối dây rồi, thử rồi cách nối dây này nhưng mà nó không chạy, là tôi không biết các bạn có thể thử lại không không nha. Đó thì cách nối dây á là ở đây á, ta có dây chân GND. Thật là cái CND này, cái này là anh biết anh có phải dùng của HC05 không, chứ thật ra cái HC05
HC05 á, thì đúng ra thì cái chân GND á, nó nằm là chân thứ ba. Hai cái chân này không có, hai chân này bỏ trống. Nhưng mà nói chung là GND tức là chân âm thì nói với chân âm. Chân âm trên bo này có hai cái chân GND, là nói chân âm nào cũng được. Rồi cái chân một chân chân dương á, thì ta nói với nguồn là nguồn 3.3 V. 3.3 V, 3.3 V nó có 5 V nữa nha các bạn, nhưng mà bạn nói 3.3 nha, 3.3. Cái chân TX á, thì ta nói với RX, và cái chân RX á, thì ta nói với TX. Đây RX nè, nói thẳng luôn, nói thẳng với TX luôn. Thì hai cái chân này là dùng để là nhận và phát dữ liệu. Anh này thì anh nói qua một cái anh dùng cầu phân áp, anh nói qua 1 kΩ. Tôi đã làm thử rồi nhưng mà tôi thấy dùng tôi thấy thực tế thì tôi mở lên nó không không lên. Tôi không biết các bạn làm thử các bạn có giống vậy không. Tôi xịt cái khác, tôi cũng tìm nhiều cái đó, thì người ta vẫn nói thẳng luôn, nói cái RX nói với TX nó thẳng luôn. Các bạn nên nhớ nha, RX phải nói với TX và TX phải nói với RX, nó nói chéo với nhau để nó truyền dữ liệu đó. Rồi còn khu này thì các bạn đừng quan tâm, mấy này là mấy con led để mà ảnh chứng tỏ là ảnh xài được thôi. Led này là hình như nó led khoảng chừng 1.7 V thì phải, nên cắm vô thì có thể nó làm cháy led, tại vì cái nguồn ra này tới 5 V là cắm thẳng không được. Còn led tôi xài thì hình như khoảng chừng nó lên chừng led khoảng chừng 3 V, nếu tôi nhớ không lầm, 2 phần mấy 3 V gì đó, thì 5 V thì nó vẫn chịu được. Thực tế tôi thấy nó vẫn chịu được, mà thành ra là khỏi phải qua cái điện trở để giảm áp xuống thôi, chứ chả có làm gì hết. Đó là về cách chúng ta mắc dây. Cách mắc dây nó cũng quan trọng nha các bạn. Rồi cái phần kế tiếp á, thì tôi sẽ nói sơ qua về cái chương trình của bạn này, của anh này. Thì đúng là như nhiều cái tôi thấy thì chương trình của anh này là khá tốt, tương đối tốt. Thì tôi giải thích sơ qua để tại vì cái những video clip chúng ta đó là nhằm một hai mục tiêu. Mục tiêu thứ nhất là khai thác cái mạch Arduino. Mục tiêu thứ hai á, là để giúp cho những cái bạn nào mà chưa có nắm về lập trình đó, về lập trình vi điều khiển đó, thì ta có thể vừa cái hiểu lập trình vi điều khiển, hiểu sơ qua về lập trình C, để cho phục vụ cho cái việc công việc của các bạn. Thì cái khu này á, là cái khu định nghĩa thôi bạn, định nghĩa cái hàng, cái kiểu hàng vân vân. Thì các bạn có, nếu bạn muốn biết rõ hơn về thăng DeFi á, thì các bạn có thể là lên mạng các bạn gõ thăng DeFi, và ở đây không, ở đây là nó dùng là định nghĩa cái thăng DeFi là định nghĩa tên của kiểu dữ liệu ha, thì dùng thăng DeFi. Thì người ta có định nghĩa dùng để định nghĩa kiểu dữ liệu vân vân, nó có nhiều cái chúng ta có thể là lần này chúng ta sẽ xem thêm. Rồi kế tiếp á, thì vẫn là khai báo biến thôi, sau đó là setup nó. Thì trong setup nó đó, thì cái này là cái đọc chuỗi dữ liệu, thì nó ghi là 9600. Thì tức là cái tốc độ truyền các bạn, cái tốc độ truyền nó gọi là baud rate. Các bạn có thể vào trang web của Arduino, các bạn search cái chữ begin chẳng hạn, ví dụ như các bạn search chữ begin. Begin. Rồi, thì ta thấy là đây là cái tốc độ là để dùng đến cái này, dùng để thiết lập cái tốc độ dữ liệu á, bit trên dây á, cho việc truyền tải dữ liệu. Thì nó có nhiều tốc độ lắm, thì đây cái loại đối với HC05 này thì nó dùng 9600. Đây là cấu trúc cú pháp của nó. Chúng ta đi tiếp. Rồi thì ở đây là phần này là nó lấy dữ liệu thôi, nó lấy dữ liệu thôi. Chúng ta lướt sơ qua cái phần này. Cái này là ví dụ như cái này dữ liệu, nó dữ liệu trống thì nó quay lên vòng lập nè, còn nếu mà không có thì quay lại vòng lập luôn.
Còn bắt đầu cái này á là đọc cái lệnh vào nè, đọc lệnh vào từ cái điện thoại chúng ta. Rồi pin number tức là cái số chân á, cái số của cái chân vào. Tức là thí dụ như ta nhấn trên màn hình điện thoại là số 11 thì nó sẽ đọc số 11. Đó. Pin value tức là cái giá trị. Giá trị là dùng giá trị. Tôi mở cái này lên cái ta. Đây. Không, đây là những pin number là những cái này nè. Không, value tức là cái giá trị đây, cái giá trị để mà điều khiển xung, điều khiển xung. Thì chúng ta tiếp. Đó, chúng ta tiếp. Rồi. Chúng ta tiếp. Rồi, cái này là nhận cái chữ, lấy chữ từ, lấy cái lệnh lệnh bằng chữ từ cái Arduino vào trong cái mạch. Đó, nó giao tiếp thôi, chủ yếu là để giao tiếp thôi. Cái này á là viết tín hiệu số, tức là tín hiệu on off á, nó tương đương với cái chỗ mà chúng ta đây nè, máy số này nè, để bấm on off bên đây. Thì cái này nó dùng cấu trúc if. Thì chắc là nếu mà để muốn rõ hơn những cấu trúc if này nè, chắc là chúng ta để một bài nào đơn giản hơn đi, giải thích cho nó rõ hơn. Còn bài này chúng ta hiểu về cái ứng dụng của nó, về cấu trúc tổng quan của nó, ứng dụng của nó. Rồi. Sau đó, phần này là phần để lấy cái tín hiệu analog đó từ cái phần mềm điều khiển trên trên điện thoại, trên điện thoại. Tức là analog write, tức là viết tín hiệu analog, viết số chân nè, giá trị nè. Thì đây á, người ta và cái anh phát triển cái chương trình này nè, anh còn cho các bạn một khoảng trống. Nếu các bạn muốn thêm cái gì vô đó, bạn muốn suy nghĩ một cái, đưa ra một cái những câu lệnh gì mới đó, ta thêm vô thì ta thêm vô. Còn nếu không thì thôi, cứ để bình thường vậy, nó chạy bình thường thôi. Rồi cái phần mềm của chúng ta đó có khả năng là nhận cái dữ liệu từ ở ở ở cái mạch Arduino lên trên điện thoại. Thí dụ như là nhiệt độ là bao nhiêu thì nó có thể là nó đưa ngược lên. Nó đưa ngược lên. Nếu như ta có một cái cảm biến nhiệt ha, thì nó dùng chân là chân A0. Ở đây thì đọc và gửi tín hiệu từ chân A0 lên trên Arduino. Tức là nó có thể giao tiếp hai chiều chứ không phải là một chiều nữa. Cái này á là lựa chọn cái số pin á cần thiết, yêu cầu á cho cái quá trình mà viết, cho cái hành động mà viết tín hiệu số, tức là tín hiệu on off á. Thì cái phần này á là nó tương đương á, để lập trình, nó lập trình á, nó tương đương với những cái số này các bạn. Những cái số trên đây nè, số trên đây nè, để khi mà ta bấm vào thì nó on, bấm lần nữa thì nó off. Chẳng qua là nó phục vụ cho cái vấn đề đó thôi. Chẳng qua là nó phục vụ cho cái vấn đề đó thôi. Rồi thì tôi nghĩ là cái này chúng ta ở đây thì chúng ta dừng lại cái vấn đề là chúng ta hiểu để mà chúng ta ứng dụng. Còn nếu mà bạn nào mà còn muốn ứng dụng tốt hơn nữa thì các bạn có thể viết thêm vào trong đây nữa, hay là còn nếu mà muốn để gì thôi xài thì cũng được. Còn bạn muốn hiểu mà case là gì, ví dụ như có những cấu trúc sâu hơn nữa thì các bạn có thể là vô trong đây. Thí dụ như chúng ta cũng tương tự vậy thôi, chúng ta đánh vô như hồi nãy tôi đánh đó, hoặc là vô chỗ này, hoặc là vô chỗ này. Thí dụ như case là gì, case tức là nó là cái trường hợp. Nó chuyển trường hợp thôi, bấm thì bấm số số 11 như thế nào, số 12 thế nào, thì nó dùng cái đó thôi. Rồi đó là ta nói về cái phần mềm ta nạp cho mạch Arduino. Còn một phần mềm nữa chúng ta phải
Chúng ta phải nạp, chúng ta phải download về và đưa vào trong điện thoại di động của chúng ta. Từ từ đó. Đây. Ý, từ từ chưa chưa. À, thì tôi nói để tôi nói luôn từ đầu. Thì chúng ta vô vào cái biểu tượng á, CH Play á, trên cái điện thoại mà xài xài hệ điều hành Android. Tất nhiên là nếu bạn nào xài hệ điều hành Android thì chắc bạn biết này rồi, tôi không nói thêm. Chúng ta gõ vào trong chữ sạch này. Chúng ta gõ cái tên của nó là Android, tức là Arduino với hệ điều hành Android. À, cái này thì ta bấm vô đây, à, tải về đó, thì ta bấm vào cài đặt. À, cái này chắc cũng ai biết, cũng nhiều người biết rồi. Rồi bấm vào chấp nhận. À, sau đó xong rồi chúng ta cài xong chúng ta mở lên ha, chúng ta mở lên thì nó hỏi là bây giờ có cho kết nối với yêu ứng dụng yêu cầu bật Bluetooth. Bây giờ hỏi là có bật không thì bấm bật lên, thì tự động nó bật luôn, tự động nó kết nối với Bluetooth bật luôn, đó. Sau sau đó đó rồi sau đó đó cái chỗ này nè, khoan từ từ. Đây, các bạn có thể bấm vô đây. Rồi các bạn sẽ bấm vô đây. Xong rồi các bạn bấm ở phím chuột bên đây nè. Cái điện thoại tôi là sàn thoại này, bấm chuột này nè, nó hỏi nó sẽ lên một cái tùy chọn. Đó là Connect me to Bluetooth device, tức là liên kết tôi tức là cái phần mềm này nè đến một cái thiết bị Bluetooth. Bạn bấm vô đây. À, bấm vô đây. Thì nó sẽ thể hiện một loạt cái Bluetooth. Nè, ví dụ này ở đây là hai cái. Thì bấm vô đây là cái HC05 của chúng ta. Rồi đó, khi mà bạn thấy là trên màn hình nó nói là connected to SC05 á, tức là đã được kết nối với HC05 rồi á, là bạn thấy là ok rồi. Hả? Thế là cái quá trình của chúng ta đã hoàn tất. À, và đã hoàn tất. Thì đương nhiên là chúng ta phải nạp chương trình, đổi chương trình cho cái cái mạch chúng ta rồi. Thì cái video clip trước tôi đã quay lại cái phần ấy rồi. Thì các bạn nên nhớ là khi mà đổ mạch á, thì bạn nên rút hai cái cổng, rút cái hai cái chân RX và TX của cái HC05 ra khỏi cái mạch Arduino, rút hai chân thôi, RX và TX. Đổ xong rồi á thì mới cắm hai chân nó vô. À, thì nó mới chạy, chứ nếu không nó không chạy. Đó là cái kinh nghiệm của tôi. Thì cái video clip này á, xin tạm dừng ở đây. Video clip kế tiếp á, tôi sẽ nói thêm về vấn tập thực hành với nó và chỉ cho các bạn cách để bạn chế tạo ra một cái relay, cái mạch relay ha, để chúng ta có thể điều khiển nó. Hôm trước nay chúng ta có một cái là dùng IRF 540 thì bây giờ chúng ta sẽ làm thêm một cái mạch relay nữa để đóng mở on off. Chứ còn xài red hoài thì đương nhiên là cái ứng dụng mà đóng mở led thì chắc là không mấy ai xài. Vậy xin xin tạm dừng ở đây. Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều.